cái chức năng tiếp theo là cái chức năng hiện tìm tìm kiếm theo họ tên đúng không? Phát phát chương trình thầy làm rồi nhá, cái này làm rồi này, cái tìm kiếm theo họ tên thì cái này khá đơn giản thôi, không có gì. Đấy là cái cây mấy nhỉ? Cái cây cây hai đúng không? Đây cây một này, cây hai đúng không? Thì chúng ta đầu tiên chúng ta phải là gì ạ? Nhập họ tên trước đã đúng không? Nhập cái từ khóa tìm kiếm đúng không? Nhập họ tên cần tìm. Đó. Chúng ta khai báo một cái họ tên là xóa cái LN đi nhé. Chúng ta khai báo một cái họ tên là Trinh, nói rằng sâu họ tên bằng này New Channel. System chấm in này chấm next line được chưa? Sau đấy thì chúng ta căn cứ vào cái này chúng ta sẽ duyệt cái mảng và chúng ta tìm tìm được ai chúng ta in ra luôn đúng không? Duyệt mảng này, duyệt mảng có tìm nó mảng đấy chúng ta for for e nhá, for e tab này. Và tương tự như vậy chúng ta sẽ là bản chất là cái object này nó đều có họ tên hay sao các em này, tôi xem nhé, chấm get à không có à, nó là object đúng không, object không có, chúng ta bắt buộc phải ép về kiểu cán bộ à, rồi những người chúng ta chỉ ép một lần thôi, thầy không muốn ép nhiều lần, chúng ta sẽ ép nó về kiểu cán bộ thôi nhá. Chúng ta khai báo một cái cán bộ, để em khai báo cho thầy một cán bộ, khai báo bên ngoài đi, đừng khai báo bên trong nữa, khai báo bên trong nó tối mù nhớ, em hiểu không? Cán bộ khai báo tham chiếu ở nhà CB này, nó sau này chúng ta gán cho nó là gì ạ? Nhận từ object về và nhưng chúng ta ép nó về gì ạ? Kiểu cán bộ, nó ép được không nhỉ? À, thầy nghĩ là không ép được, có đấy, có thể là maybe đấy, ép được đấy em ạ. Rồi, thầy ép về cán bộ thử xem nhá. Còn không thì chúng ta phải phải làm là instant giống như thằng dưới thôi. Ép nó về cán bộ này, từ cái thằng object này. Thầy nghĩ đã được đấy. Được chưa? Rồi, sau đấy chúng ta phải kiểm tra xem thử là if này. Cái cán bộ CB chấm get họ tên có bằng với cái họ tên mà chúng ta nhập nhập ở trên hay không, chúng ta dùng cái hàm của sâu trinh đấy là chấm equal to nhé, có hai equal mà equal ignore case có nghĩa là so sánh không phân biệt hoa thường, còn equal ignore case có nghĩa là phân biệt hoa thường, à equal không ạ thì phân biệt hoa thường, ta dùng luôn equal này tìm đúng không, đây là equal ignore case có nghĩa là không phân biệt hoa thường, có bằng với cái họ tên này không, nếu bằng thì chúng ta phải in cái cán bộ này ra đúng không, chúng ta in cán bộ này ra thì chúng ta không biết được cán bộ này là cán bộ gì đúng không, người ta bảo là tìm cái gì nhỉ, tìm thông tin tìm kiếm cho họ tên đúng không, chúng ta vấn đề là chúng ta biết cán bộ nhưng mà không biết là cái gì mà in cái cho nó chuẩn chỉ CB đúng không? Kiểu gì rồi cũng là phải ở đây thầy tạm thời thầy in cái cán bộ ra rồi nhá. Đó, CB in mỗi CB thôi thì nó ra cái thông tin không biết là ra nó ra cái gì từ từ đã xem đã đúng không? Còn mà không có gì thì nó sẽ là chúng ta có thể là kiểm tra xem thử là nếu trường hợp chúng ta duyệt hết mảng mà không tìm được cái cán bộ nào cả đúng không, đây chúng ta bảo là không tìm thì kiếm thấy từ chạy thử xem nào đã ô thế bây giờ là về nhập cán bộ à, nhục nhỉ, thôi nhập tạm tạm nhé, nhập nhập sơ sơ thôi, nhập kỹ sư này một họ tên là thôi a đi à, này kinh sâu hết mà chú gió to thế nhỉ, địa chỉ
bực A này, sau đấy là nhập cán bộ 2 BBB nhá, ngày sinh, giới tính Chu, địa chỉ BBB này, ngành đào tạo công nghệ thông tin đúng không? Rồi bây giờ thầy tìm kiếm luôn, rồi, thực hiện ý nhân sách thì nói ý nhân ra hai thằng thôi, đúng không? Ba này, à không không phát trước chứ, đúng không? Ba này sau đấy là hiển thị này, ba này, à, nó hiển thị chúng ta hai người đúng không? Bây giờ chúng ta tìm nhá, hai thực hiện hai đúng không? Để tìm đúng không? À, ra bảo là tìm theo thằng A nhá, ta sẽ tìm A nhập họ tên là tìm ba thằng A đứa này nó vẫn tìm được này, bởi vì nó so sánh đua, nó so sánh ba A này thì nó so sánh với thằng này là vẫn là bằng nhau nhá. À, và enter này đấy, như vậy thì cái thông tin cần tìm là đây, nó in đủ cho chúng ta đủ cả cái kia không đủ, đây nó in đủ luôn các em này. Rồi như vậy là cái này là in đủ như thế này, có nghĩa là nó đang áp dụng tính chất đa hình à, đúng không? Nó in đủ cho chúng ta này, đúng chưa? Họ tên này, ngày sinh này, giới tính, địa chỉ và cái ngành công việc này, đúng chưa? Đó, thế là đấy, chị đang tìm kiếm này. Có gì đâu, bây giờ rằng là như là chúng ta mà tìm kiếm này, hai nhà bảo tên là gì đấy mà tìm không thấy thì chúng ta phải bảo là tìm không thấy nhá. Chúng ta phải sửa thêm cái đoạn đấy nữa.